Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay lại đến tiết mục nhận quà miễn phí mỗi ngày của mọi người. Hôm nay mình sẽ vào phát quà luôn ngày 15 tháng 11 nha mọi người nhé. Ok. Thì theo đúng như danh sách mà mình đã thu nhập được trên livestream và các bạn comment ở trên clip thì mình đã có danh sách nhận quà rồi. Anh em nào muốn nhận quà nhanh và sớm nhất thì mọi người chịu khó xem livestream để được nhận quà sớm nhất nha. Ok, mình sẽ livestream vào 10 giờ sáng và 5 giờ chiều hàng ngày. Thì mọi người cứ bấm chuông thông báo để nhận xem livestream đều đặn nhé, để nhận quà nhé. Rồi ok, mình sẽ qua tặng bạn đầu tiên đi nhờ. Qua tặng bạn đầu tiên nha. Đây, nick này có 100 nên sẽ tặng được một cái mặt nạ và một cái áo Squid Game. Và số lượng tiền còn lại thì không biết tặng được đủ cho bao nhiêu người. Và người tặng trước một cái áo đi nhá. À, đặt trước cái mặt nạ đây nhá. Đây, đầu tiên cái mặt nạ đây. Ok. Bạn đầu tiên là bạn Anh Đức 2061 nhá, nhận một cái mặt nạ này. Rồi xong bạn Đức này, đến bạn tiếp theo này, bạn thứ hai là bạn có tên nhân vật là em Makute nha. Bạn này xin một cái áo này, ok, vậy là xong bạn thứ hai nha. Rồi bạn thứ hai nhận quà. Đến bạn tiếp theo, bạn thứ ba là bạn bé Quỳnh BB. Bé Quỳnh BB cấp 5. Bạn xin một cái vòng thiên thần tặng em quà nhé. Các bạn này cứ mời khó chịu ít nhỉ. Rồi, từ mình tắt tắt cái thông báo ấy cho nó đỡ bị dính cái ấy. Rồi. Có bao tiền ta? Còn 15k. 15k. Ok luôn này. Bạn bè. Rồi xong bạn bé Quỳnh nhá. Tiếp theo là bạn Dreadep này. Ôi không tìm thấy tên nhân vật này. Bạn này không tìm thấy tên nhân vật nhá. Bạn tiếp theo là bạn 2P Minh Đức. Bảo các bạn comment về chuẩn tên đi. 2P Minh Đức này. Ok. Xong bạn 2P Minh Đức nha. Chúng ta sẽ đến với bạn tiếp theo. Nhóm Cute 123. Cấp 3. Ok. Xong nhóm Cute. Móc nhân bạn tiếp theo bạn 7.000 năm à. Thì là bạn móc nhân 09 này. Bạn này cũng xin một cái vòng này. Anh tặng em quà nhé. Ok. Xong bạn móc nhân nha. Đến một bạn Huy Nghen này. Không biết tặng đủ cái bè cá không ta. Để mình vào làm một cái nhiệm vụ gì đó để lấy cái bè cá cho bạn ấy tặng đủ cái bè cá nha. Em có nhiệm vụ gì không? À, ăn cái bánh cân đói đi. Bởi vì thiếu một kim cương đó là đủ mà. Thì chắc ăn hai cái bánh này chắc là đủ á. Rồi ok, ăn hai một cái bánh nữa là ok. Rồi đấy, nhận được rồi. Ok nhá, đủ.
Quy nghen này, bạn ấy xin một cái bẻ cá này. Rồi xong cái bẻ cá. Đến bạn tiếp theo. Bạn lô xin, bạn ấy xin một cái cây. Ok. Lại xin một cái cây. Ok, xong bạn lô xin nha. Đến bạn tiếp theo là một bạn tên là Bột Nè, cũng xin một cái cây. Đây. Ok. Vậy là xong. Ok, vậy là nick này mình đã hết tiền rồi nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái nick nữa để tặng khác để tặng anh em. Cái mã code anh em nào mà mới lập nick mà chưa nhập code lần nào thì có thể nhập code trên màn hình mình góc bên trái, đây là code tháng 11 nhá. Code tháng 11 dành cho những em nào mà chưa nhập code tháng 11 bao giờ. Đấy, để nhập nhá. Code này là cái code của tháng 11, anh dành cho những người nào chưa nhập bao giờ nhá, nghe cho kỹ nha mọi người nhé. Cái code này thì dành cho người mới thôi. Còn những bạn cũ thì chắc các bạn biết để nhập hết rồi, đúng không? Và để chủ yếu dành cho các bạn mới thôi. Rồi. Qua đến nick này. Qua nick này thì lại tặng quà tiếp cho anh em nha. Nick này nhập tiếp tên nhân vật là bạn. Bạn tiếp theo được nhận quà là bạn gì đây? Cho lên anh bạn Pơ leo tháp. Bạn tiếp theo là bạn Pơ leo tháp này. Pơ leo tháp xin cái áo Squid Game. Anh hôm nay mà mình không tặng hết được ai thì mọi người đừng có buồn. Mọi người mai ngày nào mình cũng tặng quà nên là mọi người cứ yên tâm. Mình sẽ tặng quà hàng ngày nhé. Ngày nào mình cũng tặng tặng vài chục phần quà cho anh em cứ yên tâm thoải mái, không phải phải lo gì cả. À, nên bạn tiếp theo nào. Em tiếp theo là em thì đây, Phương Pro VIP. Ok. Tặng em bạn này xin sợ áo Squid Game này. Mình tặng em quà 15 tháng 11 nhé. Ok luôn. Xong phim. Ok luôn. Đến bạn tiếp theo. Bạn tiếp theo nhận quà là bạn Quân 123. Ok chưa? À, anh tặng em quà ngày 15 tháng 11. Ok, ghi rõ ngày ra cho mọi người biết. Để mọi người biết là mình không có tặng cho những bạn cũ hay bạn gì. À, tại kiểu lấy clip cũ lên tặng. Mang tiếng đúng không? À, bạn tiếp theo là bạn GHCN vanh VM, bạn ấy xin cái vòng. Xin cái vòng đúng không? Đây. Ô, cái này là cái gì ta? Tặng cái này là cái gì đây? À, thư, nó phải thư đẹp như thế à? Ơ, lại còn phải thư đẹp như thế nữa cơ. Phải cả trưởng. Giờ mình tặng thư bao nhiêu lâu giờ mình để ý đến đấy. Tiếp theo là bạn cái tên và là Kana 27, bạn này cũng xin một cái vòng nha. Ok luôn. Vậy là xong cái vòng. Chúng ta đến với bạn kế tiếp. Tiếp là Linh dễ thương 9x. Bạn này xin áo Squid Game. Mình tặng em quà 15 tháng 11. Đó.
Ok chưa? Tặng anh em quà ngày 15 tháng 11, như vậy là ok chưa? Rồi ok. Để mấy bạn kế tiếp trên kênh của mình được may mắn được nhận quà đấy nha. Bạn Hero BB Go gì đây này. Ok, bạn này đang chơi tiệc. Đây, bạn ấy xin vòng thiên thần. Rồi, vòng thiên thần đã được trao. Vòng thiên thần đã được trao, tình cảm đã được trao đi. Mong là các bạn lại vẫn ủng hộ mình tiếp nha, nhận quà vẫn ủng hộ mình, bởi vì còn nhiều phần quà để tặng lắm. Phần quà này trôi đi phần quà khác lại đến, đúng không? Ok. Anh tặng em quà. Ngô Khải. Ok. Bạn tiếp theo. Đấy, mỗi hôm cứ vài chục bạn này thôi. Hôm lác đác vài chục bạn này là đủ rồi đúng không? Ok luôn. Fan đậu 98 gaming. Úi giời, hợp lý luôn. Gặp đúng em fan luôn. Đấy, chọn đúng em fan của mình luôn ạ. Rồi. Bạn bạn HDH Hoa là bạn may mắn cuối cùng của cái nick này nha. Ê, tìm hết tiền chưa? À, còn vừa tròn hết tiền luôn. Vẫn còn bạn đã chờ mọi người qua mình qua nick tiếp theo nha. Qua nick tiếp theo cho nó ấy chứ nick này vừa hết tiền rồi. Trời ơi, mỗi hôm cứ phải 3 4 nick để tặng quà cho anh em, có phải sung sướng gì đâu. Đấy, mọi người thấy có ít không? Bây giờ tặng là 20 phần quà rồi, bây giờ tặng tầm vào 20 phần quà rồi. Qua nick nữa tặng mắc hết nữa là vào 30 phần quà, hôm nào cũng tặng 30 phần quà mà anh em vẫn mà không hiểu sao không đủ quà cho anh em ạ. À. Mà mỗi hôm view cứ lẹt đẹt comment thì thấy có 150 200 thôi. Mà hiểu sao không vẫn đẻ đâu ra được nhiều như vậy. Nếu tính vào 30 quà một hôm phải tầm độ 5 hôm. 5 6 hôm là full hết bạn tặng full hết đủ rồi chứ nhờ. Mà sao vẫn chưa full được nhỉ? Buồn cười thật. Mà không hiểu sao vẫn thiếu quà. Vẫn nhiều anh em chưa được. Vô lý thật. Ok nhé. Không hiểu lý do luôn. Vào game hơi hơi chậm một xíu, mọi người thông cảm nhé. À, cái nick may là cái nick này là mỗi hôm hai ba hôm nữa, một hai hôm nó tích được đủ một cái món quà cho anh em nên nó cũng bớt đỡ được bao nhiêu cả. Nick này cũng chuẩn bị hết tiền nơi rồi. Rồi đây. Và được rồi đây. Bạn tiếp theo. Bạn tiếp theo là bạn Bắc Thần Ngọc Như. Không được ta. Rồi lại chuyển qua bạn khác vậy. Tìm được không được nhỉ? Ok. Có tìm mấy bạn đấy lại không được ta. Các bạn ạ. Tìm bạn Bắc Thần Ngọc Như lại không được. Bắc Thần Ngọc Như lại xin áo Squid Game chứ. Mà tìm nó không được. Ok, và tiếp theo là bạn Đỗ Mạnh Gia Bảo này. Vừa rồi tặng là bạn Huynh và Khánh nha, mình máy mình lại không được. Tiếp theo là bạn Đỗ Mạnh Gia Bảo này. Ok, Đỗ Mạnh Gia Bảo này. Rồi. Xong bạn Đỗ Mạnh Gia Bảo luôn. Yêu cầu kết bạn. Mình thì mình full bạn rồi. Ok, bạn tiếp theo nha. Bạn này đang chơi trò chơi. Không biết nhận quà có biết không? Còn một bạn kia bị mất nữa. Đấy là bạn cuối cùng mình tặng quà rồi.
Bạn kia bị ấy thì phải chịu thôi. Có gì mai lại tặng bù lại sau nhá. Còn clip tặng quà của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Còn bạn nào chưa muốn nhận quà, chưa chưa được nhận quà và muốn nhận quà tiếp thì lại comment ở dưới clip này của mình, comment tên nhân vật của các bạn. Còn các bạn có thể các bạn được nhận chậm hơn một xíu, mọi người phải thông cảm. Còn các bạn muốn nhận quà thật là nhanh và sớm nhất thì mọi người chịu khó xem live stream của mình vào lúc 10 giờ và 10 giờ sáng và 5 giờ chiều để được nhận quà sớm nhất nha. Nhá, còn mọi người, còn anh em nào muốn nhận quà nữa thì cứ comment ở dưới clip nha. Ai mình cũng sẽ tặng quà hết nha. Mỗi hôm mình tặng hạ 30 phần quà thì kiểu gì dần dần cũng hết mọi người thôi. Còn bạn nào chưa được nhận được quà thì thông cảm cho mình, bởi vì mình cũng phải cày cuốc, có phải có thời gian, không không thể cày một lúc tặng hết được 200-300 bạn, mà nick mỗi hôm chúng chỉ tặng được 10 lượt thôi. Mỗi một nick tặng thì có 10 lượt một ngày thôi, mọi người phải thông cảm cho mình nha. Clip này thì mình xin dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của Động. Mọi người hãy chia sẻ và comment và chia sẻ like nhiệt tình lên, chia sẻ đến mọi người để ủng hộ Động nha. Anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận thông báo khi Động livestream và đăng clip nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Bye bye.